Hello, hai cả nhà. Bữa nay mình sẽ ăn ở đây là phở 79 ở trên thành phố Garden Grove. Thì cái này là cái quán thứ hai nãy mình ăn cái quán kia thứ nhất. Thì bây giờ thì bữa nay compare với cái quán này phở 79 thì coi cái nào ngon. Hy vọng cả nhà thích cái video này ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, mình giờ sẽ vô ăn phở nữa. Ok, cảm ơn cả nhà. Ở đây là phở 79 là thành phố Garden Grove á cả nhà. Ok, thì rất là ngon. Ở đây mình ăn qua một lần rồi thì sẽ compare cái tiệm kia ha. Cảm ơn cả nhà ha. Ở cái tiệm này là phở 79 rất là đông nha cả nhà. Ở đây là phở 79 nè cả nhà ơi, thấy không? Phở 79 đó. Ở đây là 4.5 ngôi sao nè cả nhà. Mình vô đây mình sẽ làm cái video cho cả nhà xem ha. Chào em. Chào em. Đây là cái gì chính thống em? Cái gì phở ngon nhất một bên chính thống một bên? Ở đây có phở cầu. Phở cầu có hả? Cầu nhỏ. Cầu nhỏ. Cầu cầu nhỏ. Cầu nhỏ là ở đâu em? Phở cầu là ở đâu? Mà nó bao nhiêu tiền? Ồ, 1.75 hả? Ồ, ok. Lấy một con nhỏ đi em. Mà lấy cho rất là nóng nha. Để rất là nóng mà rất là đẹp nha. Để mình lên video cho nhà hàng này á. Cũng làm qua một bữa một lần rồi. Uống đá lạnh. Có trà đá không? Cho cái trà đá. Trà đá. Để đây. Ê cả nhà ơi, cái menu của phở 79 này cả nhà rất là hấp dẫn, rất là rẻ nha. Có ba mình ăn phở tô nhỏ thôi, hên quá đây có tô nhỏ cả nhà ơi, có 11.75. Cái tô chính giữa là 12 đồng, 13 đồng 25, xin lỗi, rồi tô lớn là 16 đồng rưỡi, là mình ăn tô nhỏ thôi. Cái menu ở đây rất là hấp dẫn nha, đó rất là ngon nha. Cái phở 79 này á, là 4.5 nha cả nhà. Đó, 4.5. Rồi ở đây phở là rất là ngon nha. Cái này thành phố Garden Grove á cả nhà. Garden Grove. Thì ở đây cái menu kìa. Cơm cũng ngon, phở ngon lắm cả nhà ơi. Mình ăn một lần rồi. Phở 79, đường 9941 Hazel Avenue, Garden Grove. Số điện thoại là 714 531 2490 đó. Rồi tới cái business schedule này cả nhà, 7 giờ sáng tới 9 giờ tối đó, thấy không? Rất là hấp dẫn nha cả nhà. Nên nhiều. Dạ. Ở đây là mà đem ra một cái trà đá nè anh, mình order một cái trà đá nè. Nè cả nhà ơi, mấy phở 79 bằng thưởng nè cả nhà, rất là ngon, rất là number one nha cả nhà. Giao có nè, cái tất cả có hết cả nhà ơi, thấy không? Bằng mấy bằng thưởng nè. Cả nhà ở đây là có mấy bằng thưởng nha, nấu phở là số 1 bên Cali nha cả nhà, rất là ngon nha. Rồi ơi cả nhà ơi, một tô nhỏ này là có lý nha, 11 đồng 25, 1 đồng 75 hay gì đó. Rau này cả nhà rất là nhiều nha. Đó, rau này nhiều, không phải là rau giống bên kia có mấy cọng mà bên này nó nóng rồi. Này phở này nổi tiếng mà cả nhà, phở 79 nổi tiếng á, 4.5 nha, ở trên ngôi sao á nha. Này Garden Grove. Thấy không, rất là hấp dẫn. Ở đây là có một cái mình order một cái trà đá nữa, rất là hấp dẫn nha. Mời cả nhà ha. Có găng nè cả nhà, găng cái này là phở gầu luôn á cả nhà. Cái tiệm này mở 41 năm rồi cả nhà ơi, 41 năm phở rồi á. Phở là số 1 ở bên Garden Grove với cái nhà quận Cam á, số 1 á, ngon nhất.
Này cái này là cái tiệm phở cái số 2 mình sẽ ăn bữa nay sẽ mình compare với tiệm số 1 thì cái bên kia thì mình ăn rồi, cái bên kia thì cái phở này nó 4.3, ở đây là 4.5 thì mình ăn chia sẻ cho cái nhà này có 7.9 luôn nha. Cái này là thành phố Garden Grove đó, bữa nay mình ăn thử cái tiệm này nha. Cái này phở gầu luôn nè cả nhà, rất là hấp dẫn nha, thấy không, rất là hấp dẫn nè cả nhà. Wow, thấy không, cái này tô nhỏ nha cả nhà đó, phở gầu nha. Cái tiệm này 41 năm rồi á, tiệm này ở trên Google là 4.5 ngôi sao á cả nhà. Bây giờ mình ăn nha, chia sẻ cho cả nhà cái tiệm này ăn sao sao ngon không nha, cho cả nhà biết. Bây giờ mình thử cái súp đi cả nhà. Cái này mình hồi nãy mình ăn bên kia rồi thì mình chia sẻ cho bên kia rồi, bữa nay giờ là cái video này là continue cả nhà, tiếp theo á. Vậy hồi nãy cái video kia bên kia nó đứt thì bây giờ mình làm chính không có được, bây giờ mình sẽ làm một cái video đây là phở 79 ở dưới thành phố Garden Grove. Bây giờ ăn coi cái tiệm nào ngon hơn nha, và chia sẻ cho cả nhà luôn nha. Hy vọng cả nhà thích cái video này. Bây giờ mình chưa bỏ nước tương, nước bỏ cái gì nha cả nhà. Đó, phở phở gầu nha cả nhà, tiệm này 41 năm rồi nha. Mời cả nhà. Mình thử cái súp này nha. Chưa bỏ nước tương, chưa bỏ gì nha cả nhà, thử thôi nha. Wow, ngon cả nhà ơi. Không có bỏ tương cái gì mà ngon nha. Ngon lắm, cái súp ngon lắm. Ngon, bỏ tương vô cả nhà. Bỏ ớt vô. Này phở gầu nha cả nhà. Này tô nhỏ. Cái nãy mình ăn cũng hơi no biết không? Thì ăn thử ra đây. Đó, cái này là rau Việt Nam cả nhà. Rau quế rồi. Đó. Rau quế ở đây cho rất nhiều nha cả nhà, một dĩa rau rất nhiều nha. Tươi nữa. Đây rau là rất nhiều. Bên kia thì cho rau ăn quá nè, rau quế là cho hai một dĩa rau luôn. Rồi ở đây là rau giá sống bay, giá chính giá sống. Ở bên này là giá sống rất là hấp dẫn. À, giá là cả nhà trộn lại. Mời cả nhà ha. Đó, một cái gầu này cả nhà, bên này là gầu thì thịt nhiều hơn, ngon hơn, thì mình thử ha. Tươi béo. Nè cả nhà, mời cả nhà. Cái tô này có 11 đồng 75, tô nhỏ là 11 đồng 75, tô chính giữa, tô medium là
13 đồng 25, tô xe lửa tô lớn á là 16 đồng 50 sen. Nó có 3 tô. Thì mình ăn tô nhỏ thì ăn đủ rồi. Và cái nhà á, cái phở 79 này á, cái thịt nó rất là tươi, rất là béo, rất là mềm. Trên súp á rất là ngon. Rất là ngon. Và bánh phở là tươi luôn, bánh nhỏ luôn. Mà mình thích cái súp này bên phân kia cả nhà. Ngon bên kia nhiều. Cái này là tiệm, cái này là bữa nay là thứ hai thì mình làm cái video thứ hai, thì nãy cái video sáng nó cúp rồi, bây giờ mình ăn cái phở này thứ hai chừng đó mình cộng lại, mình combine lại làm cho cái video cho cái nhà xem coi cái tiệm mình ngon. Ở đây á, đây cái phở gầu này á, nó mỏng hơn mà nó ngon hơn, nó dai hơn, nó béo hơn. Còn trận kia thì mỏng hơn, cái này nó dày chút, cái gia vị nó ngon hơn. Rồi ở đây cái súp á rất là ngon, rất là béo. Cái này 400 năm mà cả nhà. Súp ngon hơn nhiều. Phở 79 là 41 năm mà cả nhà ơi. Đó mình chấm tương ớt này cả nhà, mời cả nhà ha. Ngon. Cái gầu nó ngon, cái thịt nó ngon. Thích tiệm này hơn tiệm kia, thích hơn nhiều cái nhà ơi. Vậy 79 này á, nhà hàng này nổi tiếng mấy chục năm rồi, có ngôi sao rồi, có bằng thưởng là trên trường, có hết bằng thưởng á. Bởi vậy ở đây 400 năm ngon hơn cái ngon nhất cái quận Cam á cái nhà. Cái tiệm này ngon nhất quận Cam á. Cái bánh phở rất là ngon. Với cái thịt cái gầu á, cái thịt gầu nó còn ngon lắm. Nó béo. Nó tươi. Hồi nãy mình ăn cái tiệm kia á, cái tiệm đầu tiên á, mình ăn xong rồi mình vô xe là bị đau bụng nha cả nhà, bị đau bụng. Không biết cái thịt nó có tươi. Cái tiệm đầu tiên mình ăn á là ăn xong rồi vô xe chạy bị đau bụng nha cả nhà. Đó mình xài restroom. Bây giờ mình cái tiệm này mình ăn cỡ lần thứ hai rồi, làm video lần thứ hai luôn, thì mình coi cái tiệm nào ngon hơn thôi. Cả nhà hiểu không? Cái tiệm này á có ba cái size, một size nhỏ, size medium, size large, cũng như là người ta có cho mình quyền, cũng như là có cái nhỏ, nếu mà ăn hết rồi là order cái nhỏ, nếu mà ăn vừa thôi á thì order cái medium là cái chính giữa đó, nếu mà ăn tối mà ăn nhiều á thì order cái xe lửa cái lớn á. Ở đây là cái súp là rất là ngon nha, nổi tiếng nha cả nhà. Rất là ngon, béo. Cái thịt nó tươi lắm. Ngon. Ăn một tô này hấp dẫn cả nhà ơi. Ngon lắm á. Nước này béo, thịt béo. Để cái mỡ đó cả nhà. Cái phở gầu á, cái thịt nó béo, có mỡ á mà mỡ mà không có mỡ nhiều nha. Có vừa nửa thịt chứ, vừa nửa mỡ. Mà cái mỡ đó mình cắn vô á, nó nuốt vô
cái ống hộp của mình luôn, mà nó rất là béo, rất là mềm, tươi. Ngon. Ở đây cái phở gồng ngon, cái súp ngon, với cái bánh phở nó cũng tươi nữa. Cái gì cũng ngon hết. Service ở đây là number one nha cả nhà. Number one nha. Mấy người công viên ở đây là lịch sự lắm á. Good lắm. Rất là ngon nha. Mình tại đây mình ăn cái tiệm thứ hai, nãy là mà 10 giờ mấy sáng ăn cái tiệm kia, thứ nhất bị chửi, quảng cáo cho người ta cũng bị chửi nữa, ăn vô, mình ăn vô, rồi cái mình còn đói, mình muốn lại đi ăn một cái tô phở tiệm khác, ở đây là tiệm nổi tiếng, thì mình ăn coi cái này có ngon bên kia thì không. Cái này thì rất là ngon. Phở 79 là mình thích đó cả nhà, mình thích á, mình yêu á. Ngon lắm. Mình làm cái video này để là cà phê hai cái tiệm nổi tiếng là bên quận Cam. Cái tiệm kia mình biết rồi. Lần này sắp tới mình không tới tiệm đó nữa. Service quảng cáo cho họ mà họ cũng chửi mình nữa, mà họ cho phép mình quay một cái chút xíu nữa tiên cái nhà bếp mà cái quản lý là tao kêu quay đi. Rồi cái quay xong rồi cái bà chủ bán bà chửi mình. Thì cái tiệm này mình lại đây á, thì nãy giờ mình ăn bên kia là không phải vui. Mình lại đây ăn là mình rất là vui nha, rất là vui. Em là anh có hai cái Andy Ngô phở. Andy Ngô phở là anh thấy cái hình của em á. Làm video làm cái hai ở đây rồi. Em cũng ưa coi. Vậy hả? Andy Ngô phở. Mà anh bấm cái chữ subscribe nha. Bấm cái chữ đăng ký chữ subscribe nha, để cho em biết nha. Đây là ngon quá, cái súp ngon quá, cái nhà béo ngon quá, cái súp nó rất là ngon nha, có mùi phở chánh cống nha cả nhà, cũng như Việt Nam vậy, nấu tô phở Việt Nam vậy đó, rất là béo, rất là ngon, vừa ăn, oh yeah, ngon, rau thì cũng nhiều, cũng tươi, cái nhà hàng thì đông, nó rẻ hơn. Hơn. Mà mấy người làm công ở đây á, mấy anh nó cũng lịch sự nữa, mấy anh cũng lịch sự, anh cũng hỏi mình cái channel mình channel gì phải không, ta cũng lịch sự phải không. Ở bên kia thì nhìn không có tình cảm cái gì hết, mà ở đây thì mình ăn cái tiệm này cũng mấy lần, mình thích cái tiệm này cả nhà ơi. Đây là số 1 ở dưới Golden Grove, cái nhà Westminster á, ở đây là số 1 á. Ngon. Ăn một tô nhỏ này không đủ cả nhà ơi. Ngon quá. Cái bát này cũng là lịch sự nha, biết không? Ở đây ai cũng lịch sự á. Ở đây đông nghẹt luôn. Đông nghẹt luôn. Đây
cả nhà biết không, mình khen ngon là đúng nha cả nhà, biết không, mình vừa bỏ cái gầu xích thịt vô cái miệng mình á, vừa cắn cái là cái ở trong đó cái miệng mình nó có cái gia vị, cái juice á, là cái béo á cả nhà, cái nước súp đó, nó béo mà nó ngon, nó tươi, nó vừa ăn nữa biết không cả nhà, ngon lắm. Mình recommend cả nhà lại đi ăn đi. Nếu mà cả nhà ở gần gần đây á, mà chưa ăn cái phở 79 này á, trên Garden Grove á, ở đây là cái đường Brook á, ở trên nằm ở trường Brook á, nằm ở trên đường Brook á, cả nhà, thành phố là Garden Grove, thì nó nằm kế bên cái liquor store á cả nhà, ở ngoài sâu á, cái này ở ngoài sâu á cả nhà, ở bên đường kia là có cây xăng, nó có Oracle cây xăng á, ở bên này á là cái ngoài sâu cái liquor store á, là cái nhà hàng nó kêu vào phở 79 4.5 ở Garden Grove nha cả nhà, ở thành phố Orange County nha, quận Nam á cả nhà. Cái này mình dám giới thiệu ở đây là cái, nếu mà mình dám giới thiệu cả nhà tới đây ăn vậy, ở đây ăn á, tô phở rất là ngon, rất là béo, rồi ở trên tường á là có bằng thưởng, hết chính phủ bằng thưởng các bạn nghe nha, thì nó ngon, nó béo, nó rẻ tiền nữa phải không, cả nhà lại đi ủng hộ cái nhà hàng này đi. Không, cái này nhiều người khách đó, người ta không thích, không dám đâu. Công người ta cầm đàn không? Ừ, thằng khách không lắng tiện này chứ không? Thì mình quay một mình thôi. Ừ. Mình quay cái mình che người ta lại, che cái này. Không, em muốn lắm chứ, em muốn lắm mà cạnh đây em quay cũng không. Quay xa qua cả. Ừ, cạnh đây em quay cũng không. Ngon cái nhà. Mấy người đây, công viên đây rất là lịch sự, rất là đàng hoàng. Ở đây sớm được number one cả nhà ơi, sớm được 100% good á. Bên kia thì nhìn qua nó chửi mình lâm hết bà chủ, chửi mình ăn mới vô. Mình lại mình ăn phở cho ngon với ăn cho vui. Mình 9 giờ mấy 10 giờ mình tới đó. Mình ăn một tô phở mà mình quảng cáo cho người ta mà người ta chửi lên chửi xuống thôi. Ăn không vô, bỏ đi, ăn chút xíu bỏ đi luôn. Ở đây á, các nhà, ở đây mấy anh á, nói chuyện lịch sự nha, đàng hoàng nha. Thấy không, ngon lắm nha. Cái nước súp này ngon thiệt đó nha. 1 tới 10 á, 1 là dở nhất, 10 là ngon nhất. Mình đánh cái tô này á là 9.5 á các nhà. 9.5 á, ở bên kia là 8, ở đây là 9.5. Ở đây hợp ngon hơn nhiều. Đáng cái đồng tiền ăn cả nhà ơi. Mấy anh mấy bác đây nói chuyện dễ thương lắm. Nước súp này ngon lắm nha, nhất định phải uống hết. Cái chỗ kia mình không uống hết không, cái này uống hết. Ngon cái nhà ơi, ngon. Mình no lắm á, mình cũng cái suất này ngon lắm, mình cũng gán ăn cái nhà. Không bỏ được, ngon quá. Ồ, ngon, béo. Cái này cái mùi giờ chánh cống Việt, ở Việt cũng Việt Nam luôn á cái nhà. Cái mùi thơm lắm, mùi phở thơm lắm. Nhà cả nhà ăn sập ăn hết này không, ngon mới ăn hết nha. Đó, cảm ơn cả nhà ha, cảm
cảm ơn cái nhà coi video mình ha. Ngon cái nhà. Và một ly trà đá nữa nè. Cái này là order khác nha. Cái nhà ơi. Cái này là phở tiệm thứ hai mình cầm the. Hồi nãy sáng là 9 giờ mấy sáng mình ăn cái tiệm kia. Không có vui, không có ngon. Cũng ngon mà không bằng tiệm này. Ở đây á là ngon hơn nữa. Serving 100% là excellent, good. Rồi với phở là ngon, béo, rẻ. Với nhà hàng này rất là đông, đông khách, rất là lịch sự, rất là sạch sẽ. Cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này đi. Mình rách cho nó, mình để đi cái địa chỉ cái nhà hàng này. Cái nhà lại đi ủng hộ cái nhà hàng này. Có 79 trên đường Golden Grove nha. Không phải, thành phố Golden Grove là trên đường Brookers, cái nhà Brookers thì nó nằm kế bên cái cây xăng Oracle bên đường kia. Rồi cái nhà hàng này nằm ngoài sau cái liquor store á, ở ngoài sau cái alley á. Cái nhà không có, cái nhà kiếm cái nhà sẽ thấy chỗ này. Cái này chưa phở 79, ăn rất cái đây là ăn tiền, rất là ngon, rất là béo. Công viên rất là lịch sự, dễ thương, đàng hoàng, không có chữ mình vui phải không. Cảm ơn cái nhà ha. Cái nhà ủng hộ mình bấm cái chữ đỏ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của cái nhà xem nha. Thì cảm ơn cái nhà coi cái video mình nha. Thì bây giờ cái video cũng dài rồi, mình chào tạm biệt video tiếp theo bữa sau ha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà ha. Nhớ nha, ủng hộ mình bấm chữ đỏ subscribe, share cái video mình cho gia đình với bạn bè của nhà xem ha. Bên Việt Nam, với Canada, với bên Đức, với bên Pháp, với bên Mỹ ủng hộ mình nha. Nhớ bấm đăng ký cái chữ đỏ subscribe, share cái video mình cho gia đình của nhà xem ha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Nhà ở đây là rất là khách đã đông, rất là khách đã đông ác luôn cả nhà ơi. Thấy không? Rất là đẹp nha. Ồ, đây nè. Cái phòng khách rất là lớn nha cả nhà. Ồ, khách nè, thấy không? Rất là đông nha, đông ác luôn á. Thấy không? Rồi cả nhà ơi, mình ăn sạch banh luôn rồi, thấy không? Ăn ngon mới ăn hết nha cả nhà. Đó, thấy không? Phở ở đây rất là ngon nha. Thì cái địa chỉ mình để xuống trong cái description nha cả nhà. Ok, đó là mình đánh dần cho cả nhà luôn. Ở đây á, phở 79-9941 Hazard Avenue Golden Grove. Là số điện thoại là 714-531-2490. Ở đây á, là mở thứ tư tới thứ hai 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Rồi thứ hai là đóng cửa. Đó, ở nhà coi ha. Thì lại ủng hộ cái nhà hàng này ha. Cảm ơn cả nhà. À, rất là ngon nha. À. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà.